ở trên cái video của chùa Vạn Phật Thánh Thành ấy có giới thiệu cái dụng cụ để chảy hoa quả trên cao ấy, rất là hay. Nó giống như là cái ở dưới có giỏ, bên trên có một cái giống như cái bàn tay cụp vào như thế này, kéo một cái thì nó rụng vào trong giỏ, hàn bằng sắt, mình thì mình có thể làm bằng inox đấy. Cái đấy là cái dụng cụ rất hay, là khi kéo một cái là nó rụng hết, lấy quả nào cũng được, lấy từng quả. Quả non là không chín. An ơi, đi xuống đây. Xuống đây có dưa hấu này. Thế mà để yên cho anh học, con quét nhà thì con tập trung quét nhà đi. Đi chiêu anh như thế nào? Không cẩn thận là bốc phạt đấy nhá. Anh răng mà anh tốt á, anh nói thật là anh ăn đồ chua hơi bị giỏi đấy. Ngày xưa ăn toàn ăn xoài xanh thôi nhá. Về sau răng nó kém, nó vỡ mẻ, nó không ăn thôi chứ. Ăn chua ngày xưa thèm nó ăn tốt đấy. Anh Dương Nguyệt ăn cũng có bản lĩnh ăn đồ chua tốt. Bởi bà đào chua gắt nên mà cứ chén hết tì tì quả này đến quả khác. Đàn ông ăn mùi chua là tốt. Thì răng không được gì thì cứ ăn thoải mái, chỉ trừ răng với dạ dày. Chua qua mấy quả mặt mình sẽ răng mà nó đục mà nó bút. Không ai gửi lăng nhằng tiếp xúc người nọ người kia. Ê, quả này bỏ quả này xong ông có ăn được không? À ông có ăn chưa xong thôi, cứ để đấy thôi.